Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Các trợ phương theo phương pháp thực dưỡng. 31. Mắt mờ, mắt cận thị, mắt viễn thị, mắt loạn thị, các bệnh về mắt. Mười hai gam phục linh, 12 gam bạch trược, 8 gam cam thảo. Nước 1, sắc 3 chén nước còn 8 phân, nước 2, sắc 2 chén nước còn 6 phân, uống liên tục trong 10 ngày rồi ngưng. Nếu chưa hết bệnh thì chúng ta nghỉ 10 ngày rồi uống lại 10 ngày như vậy, nấu cơm gạo lứt với 5 hạt cất và ăn cơm gấp này với muối mè theo số 7. Ha ha ha, 问什么的说。